Thưa quý vị, Nghị định 07/2023 và Nghị quyết 30 của Chính phủ vừa được liên tiếp ban hành vào cuối tuần qua, được đánh giá là đã tháo gỡ vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế. Và để tránh tình trạng mỗi cơ sở y tế sẽ hiểu quy định mới của Chính phủ theo một cách khác nhau, thì Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức cuộc họp với các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn để thống nhất việc triển khai. Thông tin tại cuộc họp, Sở Y tế cho biết Nghị định 07 và Nghị quyết 30 đã giải quyết được 4 trên 7 kiến nghị của Sở Y tế TP.HCM trước đó, bao gồm tiếp tục cho phép thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật theo hình thức máy đặt, máy mượn, xem xét, chấp thuận hình thức máy đặt theo kết quả trúng thầu hóa chất, vật tư y tế được thực hiện theo quy định của luật đấu thầu, bổ sung quy định về căn cứ xác định giá gói thầu với các gói thầu mua sắm trang thiết bị, dịch vụ phi tư vấn với trang thiết bị đặc thù, riêng biệt. Gia hạn giấy phép nhập khẩu cũng như giấy chứng nhận lưu hành trang thiết bị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ngành Y tế thành phố rất vui mừng với những văn bản vừa được ban hành. Nó đã giải quyết được nhiều vướng mắc mà phải nói là hầu hết các giám đốc bệnh viện đều rất lo lắng trong suốt thời gian qua. Đây là một cái cơ sở pháp lý mà Sở Y tế cũng đã hạ quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu vật tư, thiếu trang thiết bị trong công tác chăm sóc điều trị tại các bệnh viện. Sở Y tế TP.HCM cho hay đơn vị này sẽ tổ chức tập huấn, thống nhất cách làm đến từng cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, đồng thời thành lập tổ công tác để kịp thời lắng nghe, kịp thời nắm bắt ý kiến từ các bệnh viện. Sở Y tế cũng có tổ thường xuyên theo dõi diễn biến của các đơn vị trong công tác mua sắm hóa chất, vật tư để có những cái hướng thống nhất. Hoặc là chúng tôi sẽ tiếp tục có những cái kiến nghị nếu mà nó phát sinh, trên tinh thần là làm thống nhất và làm đúng theo cái hướng dẫn của Chính phủ để công tác chăm sóc điều trị người bệnh không bị gián đoạn. Ngành Y tế TP.HCM cũng cho biết sẽ họp trực tuyến hàng tuần để các bệnh viện báo cáo tình hình mua sắm trang thiết bị y tế theo tinh thần Nghị định 07 và Nghị quyết 30. Sau một tháng, Ngành Y tế thành phố sẽ đánh giá lại và tiếp tục kiến nghị nếu có vướng mắc phát sinh.